được sấy kem mây này. Cầm rất là chắc tay. Và mỗi máy thì sẽ có thêm một cái ống để cho cua, kiểu cái ống này sẽ là mình làm lọ to nhé, cục phồng ấy. Cái này sẽ nhỏ hơn, có hai màu như hình này nữa. Mình cắm điện rồi, có mức gió số 1, số 2. Thay thì các bạn chỉ cần ấn vào cái nút này.